Vâng, tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Bây giờ cũng khá là khuya rồi. Như một số bạn trên YouTube nói là: "Anh ơi, hãy chia sẻ tụi em cái cách đi giải bài tin đi anh." Thì là video ngày hôm nay mình sẽ quyết định chia sẻ cho các bạn nha. Thì đây là một cái môn thể thao nó rất là tốt cho sức khỏe nha các bạn. Hồi chiều chỗ mình mưa lớn lắm các bạn. Hiện tại thì nước vẫn còn đọng trên hè luôn đó. Các bạn lưu ý khi trượt bài tin nè là chúng ta không nên trượt những chỗ có nước nha. Tại vì khi có nước á, thì bánh xe của chúng ta nó sẽ trơn trượt nha, nó không bóp nha. Và nó không bám đất thì chúng ta không thể chạy được. Chúng ta dễ bị trượt té lắm. Cho nên các bạn lưu ý là khi mà có nước mưa thì chúng ta không nên trượt. Chúng ta phải đợi những lúc khô ráo chúng ta mới trượt được nha. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách để chúng ta mang giày nha. Thấy thì đơn giản nhưng mà chúng ta phải biết mới mang được nha. Đó, chúng ta xỏ chân vào nè. Đó, xỏ tới đây nè, chúng ta kéo cái này lên nè. Đó, cái phần trước này chúng ta kéo lên mới xuống được nha. Đó. Nếu chúng ta không kéo cái phần mút trước lên đó, là chúng ta xỏ chân xuống nó gấp, nó không cho có chân chúng ta xuống được. Rồi sau khi xuống xong thì nếu các bạn bằng quần dài thì các bạn cho cái ống quần vào trong luôn nha. Để cho nó khỏi dính díu. Còn không các bạn sang lên trên cũng được, cái đó tùy các bạn thôi. Đó, rồi các bạn đưa miếng mốt này vào nha. Đó, để chi để cho nó khỏi cái cắn miếng nhựa trúng cái chân chúng ta đâu nha. Đó. Rồi. Chúng ta tiến hành xỏ cái khóa nè, cái khóa bằng chân nè. Chúng ta chỉ cần gạt gạt lên là tự động nó sẽ tăng xuống nha. Chúng ta gắn nhẹ thôi, một lát chúng ta sẽ tăng sau. Xong xuôi hết chúng ta sẽ tăng sau. Rồi cái này thì khóa cổ chân này, đó chúng ta thẳng như đây đó, dở lên lên. Đẩy xuống. Chúng ta khóa sau mà cảm thấy cổ chân chúng ta cứng là được nha. Như vậy là xong rồi các bạn. Là một lát mình sẽ tăng sau cái này. Rồi, tiếp theo là chiếc thứ hai nha. Các bạn lưu ý là khi chúng ta mang giày chúng ta phải chùi sạch chân nha, đừng để dính cát nha. Rồi, chúng ta xỏ vào chúng ta kéo cái lớp mốt lên nè, đó. Tự động thì chúng ta kéo lên thì cái chân chúng ta nó sẽ lọt xuống thôi. Cực kỳ đơn giản. Có nhiều bạn nói: "Ồ sao mình mang đôi giày vào sao thấy nó xỏ không vào, nói là đôi giày chặt." Đó. Mà tại vì các bạn không chịu kéo miếng mốt này lên nè, đó thấy chưa? Chúng ta không kéo lên thì chúng ta xỏ chân vào thì nó chặn cái chân lại, nó đâu cho chúng ta xỏ vào đâu. Rồi giờ chúng ta khóa nè, đúng vô cái khóa nè, đó. Nó tăng lên nè. Đó, đây là khóa bằng chân nha. Rồi tiếp tục chúng ta khóa cổ chân nè. Tương tự giống bên kia thôi. Đó, chúng ta phải dở bên đây lên nha. Đó, dở lên nè. Chúng ta xỏ vào nè. Chúng ta cảm thấy chặt chân, chúng ta khóa lại. Như vậy là được. Ok nè. Rồi, mình coi thử chỗ nào lỏng mình sẽ tăng lên nha. Nên mình cảm thấy hơi lỏng nè. Mình sẽ rút lại nè. Đó. Rồi mình siết qua xíu nữa cho nó vào nè. Đó. Rồi, chúng ta cảm thấy nặng, chúng ta bật lại là được. Chúng ta gắn cái khóa nhựa này, nó phải cảm giác nặng tay thì mới được nha. Rồi bây giờ mình sẽ tăng lên nè, tăng tự động nha. Chúng ta chỉ cần gạt 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 lên là tự động nó sẽ tăng xuống. Các bạn xem nè, khi chúng ta tăng thì các bạn nhớ dùng cái ngón cái này chúng ta đẩy xuống nè các bạn, đó đẩy ra đó để chúng ta phụ thêm cho nó xuống cho nó nhẹ thôi. Rồi như vậy là xong các bạn. Đó, tuyệt vời, mặt trời cực kỳ đơn giản thôi. Thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tất tần tật về patin nha. Đó, sẽ chia sẻ cho các bạn biết cách chúng ta giữ thăng bằng khi chúng ta đứng nè, chúng ta làm sao để đứng không bị té nè. Đó, và chia sẻ các bạn cái cách chúng ta đi tới nè, và chúng ta thắng lại khi chúng ta chạy nhanh nè, và tiếp tục là chia sẻ cho các bạn cái cách đi lui nè, và thắng lại khi chúng ta đi lui. Thì các bạn chịu khó xem hết video của mình đi, chỉ có 12 phút mấy thôi là các bạn biết được cách để chúng ta đi patin đơn giản cực kỳ rồi đó. Nếu các bạn thấy video mình hay hữu ích thì hãy cho mình xin một like, một subscribe, và đặc biệt là nhấn vào chiếc chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của mình nhé. Kênh mình thì luôn chia sẻ những kiến thức hay, những kiến thức bổ ích để gửi đến các bạn. Còn bây giờ mời các bạn cùng xem video để theo dõi mình đi patin như thế nào nhé. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách đi cực kỳ đơn giản. Ok, bây giờ mình sẽ không lòng vòng nữa, mình sẽ đi một chút xíu và mình sẽ chia sẻ ngay lập tức cho các bạn xem nha. Đó. Trước kia thì mình cũng không có biết đi đâu, nhưng mà mình đi cái này tầm là 3 4 lần thôi là mình đã có thể đi được rồi. Tại vì ban đầu mình cũng nghĩ là nó khó lắm, nhưng mà thiệt ra nó đơn giản cực kỳ, không có gì khó nha các bạn. Bất cứ một cái gì khi chúng ta chưa biết thì chúng ta nghĩ là nó khó, nhưng khi chúng ta biết rồi thì thấy nó dễ lắm các bạn. Đó, giống như chúng ta đi xe đạp vậy, khi chúng ta chưa đi thì chúng ta sợ té lắm, nhưng khi chúng ta đi được rồi á thì giờ chúng ta muốn té thì cũng không té được nữa. Nó cứ thăng bằng như vậy đó. Thì chúng ta đi patin cũng vậy, khi chúng ta chưa mang vào, chưa đi thì chúng ta sợ té lắm, nhưng mà khi chúng ta mang vào, chúng ta biết cách rồi thì thấy nó cực kỳ đơn giản. Thì cái gì nó cũng sẽ có cái mẹo nha các bạn. Thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái mẹo để các bạn đứng không té nè,
Đó các bạn thấy chưa, mình đứng thoải mái luôn. Thì khi chúng ta đứng thì chúng ta nên đứng hình chữ V như thế này nha. Đó. Đứng hình chữ V như vậy là chúng ta không bao giờ té được. Hoặc là chúng ta đứng chữ T, chân L, nó tùy chúng ta thôi. Cứ hai chân chúng ta giao nhau như vậy là nó sẽ không bao giờ té nha. Đó, thì bản chất của đôi giày patin này là chúng ta phải giao nhau. Nếu chúng ta đứng song song á thì nó sẽ đổ tới hoặc đổ lui. Còn chúng ta giao nhau như vậy á thì nó có điểm tựa, chúng ta không bao giờ sẽ té được. Đó các bạn thấy chưa? Cực kỳ đơn giản. Tại vì trời mưa đó cho nên cái sân mình nó trơn trượt kỹ lắm. Cho nên là mình chỉ chạy sơ sơ trên hè cho các bạn xem thôi. Chứ nếu mà không mưa đó là mình đem ra ngoài đường mình chạy cho các bạn xem. Nó rộng rãi chạy đã lắm. Đó các bạn thấy chưa, mình đi lui đi tới, dừng lại bất cứ lúc nào mình muốn dừng là dừng, muốn đi là đi. Đây giờ mình chia sẻ lại cho các bạn xem nè. Chúng ta đứng hình chữ V như thế này. Đó, hai gót chân nó giao nhau thì nó sẽ không té nha. Đó các bạn thấy chưa? Chúng ta chạy tới, chúng ta dùng cái chân chúng ta ghi ra sao như vậy đó là nó dừng lại. Thì một lát mình sẽ xả cái dốc từ trên hè xuống sân cho các bạn xem. Đó, mình xả tốc độ cao luôn nha, chạy nhanh luôn nha. Ngày trước á mình hay dùng double tin để mình thay thế những phương tiện xe cộ đi lại đó các bạn. Mình thấy nó cũng rất là hay. Thứ nhất là chúng ta vừa rèn luyện sức khỏe, thứ hai nữa là chúng ta đi nó cũng thoải mái nữa. Lúc trước mình mở quán cà phê á, mình cũng dùng double tin để mình bưng cà phê cho khách nữa kìa. Đó, rất tiếc là mình đã mất những video đó rồi. Hồi trước mình có quay lại nhưng mà mình đã bị vô tình bị mất dữ liệu rồi. Cho nên nếu còn lại mình sẽ đưa vào đây cho các bạn xem cái lúc mình bưng cà phê mình chạy kìa. Rất là vui luôn, thú vị lắm. Đó, khi chúng ta biết đi được rồi thì chúng ta thấy nó rất là thú vị nha. Ngày nào mà chúng ta cũng đi patin á, tuyệt vời lắm nha. Nó giúp cho cổ chân chúng ta nè, linh hoạt nè. Chúng ta đi patin thì chúng ta biết cách chạy tới, chạy lui nè. Linh hoạt cổ chân nè, gót chân nè. Chúng ta điều khiển bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Đó, khi dừng lại thì chúng ta chỉ cần đứng hình chữ L, chữ T hoặc là chữ V. Thì là chúng ta sẽ đứng tới sáng luôn cũng không té nha các bạn. Đó các bạn thấy chưa? Đây là mình đang hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta đứng thôi. Thiệt ra mình đứng nó cũng thoải mái lắm. Chúng ta không cần phải ghì chân gì lại cho nó dữ dàng cả. Chúng ta đứng một cách thoải mái giống như là bình thường vậy đó. Như là mình đang đứng chân trần vậy đó. Nó không có gì gọi là ghi gớm hết. Đó, còn nếu các bạn mới tập đi á, thì mình khuyên các bạn nên đứng sát hai cái gót chân vào nhau như thế này nè. Đó, chúng ta tựa vào nhau như vậy đó. Để làm chi? Thứ nhất là chúng ta dễ giữ thăng bằng. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ không sợ nó đi lùi nha. Nó tự đi lùi mà chúng ta không có kỹ thuật thì chúng ta sẽ bị té vì sao nha. Rất là nguy hiểm. Cho nên là khi các bạn tập đi thì các bạn nên tìm những cái vị trí nào mà nó phù hợp. Ví dụ như đứng gần tường nè, chúng ta dịnh tường chúng ta đi nè. Đó. Hạn chế chúng ta để té về sau nha. Đó, khi chúng ta đang đi thì chúng ta muốn dừng lại là chúng ta chỉ cần để chân L hay chữ T. Chúng ta ghi đằng sau lưng như vậy nè. Đó là nó dừng lại thôi. Cái chân thuận của các bạn á là các bạn dùng để trượt. Và cái chân không thuận á là các bạn dùng để thắng nha. Đó như vậy nè. Đó. Như mình thuận chân phải thì mình sẽ trượt bằng chân phải và mình trụ bằng chân phải luôn đó. Còn cái chân trái thì mình sẽ dùng để thắng. Đó các bạn thấy chưa? Cực kỳ đơn giản. Chúng ta phải luôn linh hoạt cái mũi chân và cái gót chân để chúng ta di chuyển nha. Nếu chúng ta di chuyển về trước thì chúng ta sẽ linh hoạt bằng cái mũi chân. Còn nếu chúng ta di chuyển về sau thì chúng ta phải linh hoạt bằng cái gót chân nha. Ok, mình cố tình tắt đèn LED để cho các bạn thấy cái đèn bánh xe nó sáng nó đẹp cỡ nào. Thì thường thường mấy em nhỏ thấy xanh xanh đỏ đỏ lắm, mấy em nhỏ em khoái lắm, em thích cực kỳ luôn. Đó. Rồi, thì các bạn nhớ nha, khi chúng ta di chuyển về trước thì chúng ta phải dùng cái mũi chân để chúng ta lái trái lái phải tùy chúng ta muốn để trái lái phải, giống như là chúng ta đi xe gì đó, chúng ta đi xe đạp thì chúng ta muốn trái chúng ta quẹo trái, muốn phải chúng ta quẹo phải nha. Thì cái này nó cũng tương tự thôi. Còn chúng ta đi lùi cũng vậy. Chúng ta sử dụng cái gót chân chúng ta lái. Rẽ trái ra phải tùy chúng ta di chuyển nha. Ok, bây giờ mình sẽ trượt dốc cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thắng là như vậy đó. Thì hồi trước mình chơi cái này á, mình trượt nhiều dốc nó cao dữ lắm, 3-4 mét lận, cái dốc này cũng không có cao mấy. Các bạn thấy chưa, khi chúng ta chạy thì chúng ta phải giang tay ra để chúng ta giữ thăng bằng nha. Đó, các bạn xem lại nè. Trượt xuống mình lấy chân mình ghi lại, thấy chưa? Chân phải mình làm trụ mình trượt, và chân trái là cái chân mình ghi xuống đất để mình tạo ma sát mình thắng. Đó. Cực kỳ đơn giản thôi. Cái dốc này nếu mà mình không thắng á, thì chắc nó phải đi tầm cỡ là 10 mét 20 mét. Còn mình thắng thì nó sẽ dừng lại tầm cỡ 1 mét, mét rưỡi là nó dừng lại liền. Đó. Và thấy chưa, cực kỳ dễ, cũng gì khó hết. Nè,
Đó, thắng kít lại. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách để chúng ta đi lùi nè. Nó cực kỳ đơn giản thấy chưa? À, lùi nè. Rồi chúng ta để chân L nè, cho nó dừng lại, thắng lại. Lùi nè, để chân L nè, thắng lại kích. Nếu các bạn mà đi nhanh thì các bạn phải để chân L sớm nha, cho nó tạo ma sát, nó dừng lại nha. Còn mình chạy về trước cũng vậy, mình muốn thắng mình ghi cái chân xuống đất nè. Đó, chúng ta ghi mạnh á, thì nó dừng nhanh, chúng ta ghi nhẹ thì nó dừng chậm thôi. Đó, các bạn thấy chưa? Chúng ta muốn dừng nhanh, dừng chậm là tùy thuộc vào cái chân chúng ta ghi xuống đất nha. Đó. Còn một số bạn thì hay làm vậy nè. Đó. Chúng ta đập mạnh cái chân đất như vậy đó. Chúng ta không nên làm vậy nha. Chúng ta làm nhẹ nhàng thôi. Chủ yếu là chúng ta dùng cái bánh xe chúng ta ghi xuống đất để chúng ta tạo cái lực ma sát. Chúng ta giảm tốc độ lại thôi. Đó chứ không phải là chúng ta đập cái chân mạnh xuống. Đó để mình làm lại cho các bạn xem nè. Một số bạn hay thắng kiểu này nè. Đó. Khi chúng ta thắng kiểu vậy đó nó vẫn dừng lại. Nhưng mà nó sẽ dễ bị hơi dài nha. Có thể là nó sẽ bị gãy đế dài. Đó, làm vậy nhiều lần thì nó sẽ gãy đế dài. Thứ hai là nó sẽ bị hư bi nha. Hư bi bánh xe đó. Khi nó bị hư bi thì chúng ta sẽ di chuyển nó sẽ không có được mượt nữa nha. Thì đó là một số lưu ý mà mình muốn chia sẻ cho các bạn biết. Để chúng ta biết cách chúng ta sử dụng. Thứ nhất là chúng ta an toàn cho chúng ta. Nghĩa là chúng ta đập nhiều lần xuống đất như vậy á, nó sẽ dễ bị hơi dài nè. Bỗng nhiên một ngày mình đang chạy thiệt nhanh, nó sẽ bị rớt bánh nè. Hay là nó sứt đế dài ra nè. Thì có phải là rất là nguy hiểm không? Thứ hai nữa là chúng ta bảo vệ món đồ chúng ta sử dụng lâu dài, nó sẽ không bị hư. Ok, như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn từ A cho đến Z rồi. Thì nếu các bạn còn chỗ nào thắc mắc hay có chỗ nào chưa hiểu thì hãy để lại comment bên dưới cho mình sẽ giải đáp cho các bạn nha. Rồi, bây giờ thì các bạn hãy mở dài nè, chúng ta nhấn vào nút này nè. Chúng ta níu lên. Đó, nếu chúng ta không nhấn là chúng ta không níu được nha. Rồi, bên đây cũng vậy, chúng ta gạt lên, chúng ta rút ra. Rồi chúng ta cũng tương tự chúng ta níu cái này lên. Miếng miếng mút đó, để chúng ta rút chân ra. Đó, khi chúng ta mang vô cũng vậy nha. Rồi là chiếc thứ nhất nè. Chiếc thứ hai cũng vậy, chúng ta nhấn vào nút này nè. Nhấn vào nha, rồi chúng ta mới kéo ra được nha. Đó, ở trên cũng vậy, chúng ta gạt lên nè. Đó, rồi chúng ta dỡ lên. Chúng ta kéo ra. Đó, cực kỳ đơn giản. Rồi chúng ta rút ra. Rồi, vậy thôi. Rồi, các bạn nhớ lưu ý khi chúng ta mang giày nha, thì chúng ta phải thường xuyên chúng ta sẽ tháo cái bên trong ra chúng ta giặt nha cho nó sạch sẽ. Rồi, ok.